Xin chào các bạn, mình là Maria Lê. Rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube Lê Lê Succulent USA của mình. Tháng 11 đây các bạn. Cái chậu này nó bể luôn rồi. Hay cái chậu mà cái container này đựng đồ ăn đây. Nó bể luôn rồi. Rồi mình phải moi ra và lấy ra. Mình phải lấy ra để bỏ vào chậu khác thôi các bạn. Đất của The Next Garden này
Đây là sau 2 năm kể từ lúc ươm bằng lá đây các bạn. Ra rất là đẹp luôn, dài đẹp to. Đây là một số sen đá ma mình trồng trong chậu đây các bạn. Rất là dễ thương luôn. Đây có 3 chậu. Đây có 3 chậu sen đá ma. Ở bên đây có một chậu nữa. Đây này sen đá ma nhưng mà nó hơi tím nha các bạn. Nó hơi tím. Hơi tím. Sen đá ma cũng nhiều loại lắm luôn. Bên đó là cây sen đá ma hơn 2 năm rồi các bạn, trồng từ lúc mà nhỏ xíu ngắn tuổi thôi. Đây cây này mình trồng gần 2 năm rồi đó, hơn 2 năm rồi nhé, hơn 2 năm rồi. Khi mà trồng lâu nó sẽ dài ra như thế này, nó sẽ là cây thụ rất là đẹp luôn. Đây cây sen đá ma đây các bạn, sau khi mình trồng hơn 2 năm từ những cây cắt và bây giờ đã rất là to dài ra luôn, rất là đẹp luôn rồi. Dài thòng xuống luôn, rất là xinh luôn. Đây cũng sen đá ma nữa. Sen đá ma. Năm nay có trồng cà chua, có bầu. String of tears. Mời các bạn xem quá trình phát triển của chậu sen đá ma này của mình hơn 2 năm nha.